Đi rồi. Ra rồi. Nhưng mà mấy nay chạy DPR cho em đi nhiều quá mệt. Thì mệt quá vẫn còn đang thở. Thôi nhưng nếu mà DPR tiếp thì em vẫn sẽ DPR được. Em phải đi thôi em ạ. Bây giờ view là tiền đó. Có bao nhiêu tiền làm cái MV thì bây giờ phải DPR cho em. Ủa nhưng mà chị thấy thực sự là đang hơi lo lắng là gì là mặt thì có vẻ là đang rất là mệt đó. Thời gian này sức khỏe em sao rồi, thời sắp xếp tất cả công việc của mình sao? Thật ra thì sức khỏe em thì vẫn tốt, nhưng chẳng qua là đợt này thì ngủ hơi ít tí xíu thôi. Em ạ, nhiều khi anh cảm thấy cuộc đời này nó bất công nhiều thứ lắm. Đã. Anh với lại Miko thì cũng là bạn với nhau mười mấy năm rồi, anh có mệt đến mức mà không thê thảm không bao giờ được quan tâm. Rồi, nhưng khi mà có trai một cái là khác liền. Khác. Rút về đi, không cần đặt câu hỏi. Các bạn vô. Sở dĩ mà chị hỏi em có mệt hay không, tại vì nghe cái lời bài hát rồi thấy bây giờ ô sách thay đổi quá rồi. Đâu? Ngày xưa là kêu 3 giờ sáng em còn chưa ngủ, tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ. Bài gì? Người ông. Thấy chưa? Tôi chỉ cần quan ơi. Mẹ tôi biết tôi hát được rồi chứ. Nhưng mà bạn biết tên bài của người ta, một trong những cái bài hit đình đám của người ta, người bạn ông biết cũ. Là tất cả những lời ô sách lên đây đều là tôi phỏng vấn không? Yeah. Đúng không em? Mới lên đó mỗi lần chị. Mỗi lần. Em không nhớ chị thôi. Chưa? Lần trước là chị không có make up. Ồ. Oh. Là chị đó. Ủa nó có hả? Không make up. Anh nào make up chứ không make up nó khác người lắm. Một trẻ một bực luôn. Ok. Em lên đây ngồi đây bao giờ chưa? Dạ có, em nhớ là em có lên đây một lần. Rồi, xong rồi ai phỏng vấn em? Dạ chị Miko. Thưa quý vị, cho tiền thằng bé nó cũng không dám nói không phải chị Miko nữa. Bả ngồi bật cười cái bài mà ai phỏng vấn em? Ai phỏng vấn em? Cái mặt vậy ai mà dám trả lời? Quay trở lại cái bài mới của người ta, okay. Cũng có 3 giờ sáng luôn. Sugar Daddy. Sugar Baby à? À Sugar Baby. Lộn. Nhầm vế. Đây mới là Sugar Daddy. Không, đây là em... Sugar Baby. À đâu có. Em là em hướng tới tương lai, em là Sugar Daddy đúng không? À. Không, em... em muốn yêu một người, em muốn yêu một mối quan hệ bình thường á. Em không muốn... Nếu mối quan hệ bình thường thì em phải yêu ngay từ bây giờ. Hoặc là đã quá muộn thì yêu rồi. Ủa? Thì em đã yêu từ rất lâu trước đây rồi mà chị. Tức là em đã trải nghiệm tình yêu từ trước đây rất nhiều rồi, chứ đâu phải em ế bây giờ đâu. Còn hiện giờ? Dạ. Hiện giờ? Giờ thì nó là một con số bí ẩn. Cái người mà đang quay hình đó chắc cũng khó chịu hai em ha. Tôi đang thì bây giờ trở lại với em đi đấy. Có không có thời gian mà còn nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về cái MV của Osat. Dạ. Anh muốn em giới thiệu một chút xíu về cái phần MV này. Đầu tiên á là cái tên là Sugar Baby, là nó hơi trendy xíu ha, nó hơi một trong những cái điều mà mọi người đang quan tâm hiện nay là Sugar Daddy. Nhưng mà em đã ra là Sugar Baby rồi, lại chuẩn bị cái phần MV anh thấy khá là hoành tráng. Thì cái lý do vì sao em lại viết bài này và cái phần MV nó có điều gì đặc biệt không? Lý do em viết bài này thì tại vì đấy, như mọi người cũng biết cái tên bài hát nó nói đến tất cả mọi thứ nội dung cho MV rồi. Đây là Sugar Baby, nói về những cái tôi chỉ gọi là những cái mặt tối của cái mối quan hệ Sugar Daddy và Sugar Baby vậy. Tại vì là nếu như mà cái mối quan hệ Sugar Daddy và Sugar Baby ấy, vốn dĩ của nó là của một người phụ nữ nhỏ tuổi xinh đẹp và người đàn ông lớn tuổi giàu có. Nếu hai người đó độc thân thì không có gì sai đúng không ạ? Đúng. Nhưng nếu ông Daddy có vợ nhà cửa rồi thì đấy là một câu chuyện khác. Và hiện tại em thấy còn rất nhiều những cái mặt tối nào nữa, em cứ tả hết cho chị nghe để chị biết chị có dấn thân vào con đường đó không. Chị quá tuổi rồi. Em bây giờ chị biết cô có làm thì làm Sugar Mommy thôi. Đúng rồi, Sugar Mommy chứ không làm Sugar Daddy nữa. High five. Thanks. I love you. Bye. Vô hỏi tiếp. Không, chị đang hỏi là còn mặt tối nào nữa để mà em có thể. Thằng bé nó đang chia sẻ, cắt ngang dòng cảm hứng của nhỏ luôn. Để em có đầy đủ cảm nhận mà em viết cả một bài hát như vậy. Đó thì tức là em hay đi dạo Facebook ấy, trên mạng xã hội thì em đọc rất nhiều những cái bài cắt màn hình, hay thậm chí mọi người lên YouTube mọi người cũng có thể xem được rất nhiều những cái bài phóng sự của những trang báo mạng. Họ nói về cái việc Sugar Baby hiện tại bây giờ đang hoạt đang cái vấn đề Sugar Baby và Sugar Daddy nó đang diễn ra tại Việt Nam như thế nào. Thì hiện tại đang có rất nhiều những bạn trẻ, còn đang rất là trẻ thôi, em nghĩ chắc chỉ tầm 18 tuổi, tức là những bạn vừa thi đại học xong, vừa từ quê lên thành phố, hay là những bạn trẻ vừa mới học xong cấp 3, vừa lên đại học, thì có rất nhiều những bài viết trên trang cá nhân của các bạn ý, không phải trên trang cá nhân mà các bạn đăng vào những cái group kín ấy. Anh biết. Đó. Anh đã đọc những bài viết như vậy. Biết, đó. Đọc luôn. Những cái bài những kiểu là cái group này là dành cho mấy anh này vô. Đâu có, chị đâu. Tức là em đọc em xem trên những cái bảng tin ấy. Không có trendy gì hết. Mọi người chị... nói về nó rất nhiều. Tôi tưởng mấy bạn vô group kiểu tìm kiếm. Đâu có. Ôi này chị cô. Mấy cô hiểu rõ hơn em anh nha. Ừ. Tôi tưởng. Đó rồi. Thì có rất nhiều những bạn nữ, các bạn ấy đăng những bài giống như kiểu là để tự quảng cáo, để bán bản thân, tự giao bán bản thân mình. Hiểu. Là dụ muốn tìm đi trả bao nhiêu tiền cho mình có thể làm gì cho người ta để bla bla bla. Đó thì em cảm thấy là cảm giác như kiểu là các bạn nữ đấy đang
đang sử dụng cái nhan sắc trời cho của mình vào một cái việc không đúng đắn lắm. Ừ. Và tự các bạn ấy đang làm hạ thấp cái giá trị của các bạn ấy luôn, tức là tự các bạn hạ cái giá trị của người phụ nữ của các bạn ấy xuống. Đúng. Bằng cách là tự giao bán bản thân mình. Ừ. Nhưng mà em có bao giờ nghĩ rằng là tại vì thật ra cái chủ đề này nó khá là nhạy cảm đúng không? Mà anh nghĩ rằng là những cái sugar baby á, có sugar baby á thì phải có sugar daddy. Yes. Đúng không? Thì nó mới có sugar baby được. Đã. Tôi nghĩ ngược lại là hồi đó giờ là nhu cầu từ các daddy trước xong mới bắt đầu có baby. Đúng, thường là có cầu thì mới có cung. Đúng rồi. Ừ. Thì nói chung là giống như bạn đang nói là trứng hay là gà có trước thì nó cũng như vậy thôi. Ờ đúng rồi, giống như là vậy nếu mà bây baby giờ thì cần tìm daddy này. Mà daddy thì cần baby, nó nên xuất hiện hai định nghĩa. Vậy thì nếu bây giờ hồi nãy em nói cái mặt tối là nếu như mà daddy là có vợ rồi thì không được, còn nếu như mà độc thân cả hai bên thì ok đúng không? Và đúng rồi, thì tại vì tình yêu thì không phân biệt tuổi tác và không phân biệt gì cả. Ví dụ như là mà một bạn nào đó lên mà nói cái gì nó thô tục quá thì tất nhiên là sai rồi. Còn nếu mà lên nói ok em làm bạn gái em nhu cầu 3 lần ba lần gì? Đi mua sắm một tháng. Lần gì đó tôi không cần biết. Hết hồn hết vía. Ví dụ vậy. Đang sống à? Nghĩa là em như đây. Ok. Rồi em có thể làm vậy. Ừ. Thì là không được hả? Theo em, ôi sao? Thế em không nói là không được. Em không nói là không được mà em chỉ cảm thấy nó hơi không ổn thôi. Chứ tại vì là tôi thấy rõ ràng mọi quyền lựa mọi quyền lựa chọn là đều là nằm trong tay các bạn ý. Không ai có quyền nói các bạn ý là các bạn phải làm như thế này, các bạn phải làm như thế kia. Mà chúng ta chỉ cảm thấy là các bạn nếu như các bạn làm như thế thì thực sự là chưa ổn lắm. Mình đâu có bắt các bạn là phải làm như chúng ta nghĩ đúng không ạ? Mọi người đều có cái suy nghĩ riêng, các bạn ấy cảm thấy như thế là không sao. Thì không sao. Ok. Nhưng mà ở cái con mắt của một người ngoài, ở cái con mắt một người mà chứng kiến những cái việc như thế thì em cảm thấy thật sự là không ổn lắm. Không, anh là em cũng đang muốn làm như vậy mà. Nhưng mà anh thích cái chất nhạc của em ngày xưa. Cái thực ra là bài hát lần này thì em quay về một cái chủ đề nó thời sự một chút xíu thôi, chứ không có nghĩa là sau này thì em sẽ không còn là em nữa. Vậy. Tức là bài hát này là một bài hát quay trở lại và em thấy là cái chủ đề nó khá là hay. Và em muốn viết về cái điều đấy và em quay trở lại với một chất lượng âm nhạc cao hơn, một âm nhạc chỉnh chu hơn và bản thân em cũng chỉnh chu hơn nữa. Thế thì sau này em muốn mọi người nhìn em là một rapper hay là một ca sĩ? Tất nhiên là một rapper. Tại vì anh thấy là em đang có rất nhiều những lợi thế. Đã. Ví dụ như em là một người rap, chất giọng của em rất hay. Đã. Và đặc biệt là em hát cũng ổn nữa. Đã. Mà em thấy ví dụ nhiều người thì chỉ rap thôi chứ không có hát được. Đã. Đó thì em có bao giờ nghĩ là mình những sản phẩm thôi mình đầu tư cho âm nhạc hơn, có nghĩa là mình cũng chuyển qua hát một chút xíu không? Bởi vì anh nghĩ là nó cân bằng, vừa có hát vừa có rap thì nó sẽ cân bằng hơn. Anh nói cái mà em đúng cái em định làm luôn. Tức là trong một bài hát thì phần hook là người khác hát, là người khác hát, nhưng em sẽ tự hát cái phần hook luôn. Tại vì anh thấy là em cũng mời một số người hát phần hook rồi. Vâng, thế là em sẽ nghĩ đấy là như bài hát sắp tới của em thì em sẽ tự hát phần hook luôn. Ừ. Thì anh thấy đó là một cái điều mà tại vì giọng anh nghe giọng em hát rồi anh thấy rất là ổn luôn. Tại vì là nó rất catchy. Thường thì đi diễn các rapper thì hay phải đến đoạn hook thì phải bật hook, bật đoạn hook lên để các bạn sĩ hát. Nhưng em muốn là mình có thể hát tất cả bài hát của mình luôn. Ok. Nhưng mà cái điều mà anh chỉ nghĩ một cái thôi, tại vì bây giờ mọi người cứ hay ngồi nói tới nó luôn. Anh nghĩ hoài hồi nãy giờ luôn. Tôi quên bạn luôn á. Ừ, xin lỗi nha. Giống như là ngồi trà đá dĩa hè. Tới bạn đó. Bao nhiêu tâm tư tình cảm muốn gửi hết cho ô sát không? Hãy hỏi đi. Thấy anh làm khó như vậy chứng tỏ là anh rất mê em. Mê thiệt. Cũ lạc nè, những cái bài của em anh nghe nhiều lắm. Ảnh đang muốn làm khó em để coi em trả lời như thế nào. Và rõ ràng là sản phẩm thì mình mới ra, nhưng mà hiện tại bây giờ em cùng ekip đã nhìn thấy những cái phản hồi tích cực nào từ phía các thính giả chưa? Thực ra là em sau khi ra sản phẩm này sau em rất là vui. Tại vì em nhận được sự công nhận của khá là nhiều những cái bộ phận khán giả mà trước đây mọi người không hề ưa em. Trước đây anti hả? Vâng. Không ưa là mà có anti không? Anti, em biết là em có rất nhiều anti fan. Nhưng mà em đọc sau khi mà ra bài em gần như đọc hết tất cả những cái comment của các bạn trên YouTube này, trên Facebook và trên tất cả những cái trang nhạc về cái bài hát của mình, thì em nhận được rất là nhiều những cái comment là mình công nhận cái sự thay đổi lần này của Seth là rất tốt. Thì những cái điều đấy làm em cảm thấy mình được công nhận và em cảm thấy rất là vui vì điều đấy. Tại vì thật, thì rõ ràng tại cái hình ảnh anh thấy là em đang đi theo trend và em đang có cái để đi theo trend. Có những người họ muốn đi theo trend nhưng họ không có, dù như họ muốn ăn mặc đẹp như Hàn Quốc nhưng họ không được như Hàn Quốc. Họ ăn mặc đồ Hàn Quốc ra nhưng mà mặc thì nó cũng cứ kiểu gì, đúng không? Đó, thì em có được nhiều thứ thì anh nghĩ rằng là cái hướng đi này nó cũng là một cái lợi thế và hy vọng rằng là em sẽ gặt hái được nhiều thành công khi mà cộng đồng rap đang có rất nhiều những cơ hội phát triển. Đã. Chỉ có một câu hỏi cuối cùng đi.
Chị chúc thôi, chúc cho các sản phẩm của em từ với sản phẩm này và cũng như các sản phẩm kế tiếp nữa sẽ làm cho em luôn cảm thấy tự tin hơn, số anti fan nó sẽ rút về bằng không, thấy không? Và chị thấy là hơi bị sót. Hơi bị mờ. Tôi nói dùm sót. Đừng nghe nha. Nên tẩm bổ nhiều hơn nha, không? Nè, cho anh hỏi một câu cuối cùng gì cho em. Không. Cho hỏi câu nữa. Không. Câu nữa thôi. Câu này